Như mọi người đang thấy đây thì chính là đàn heo của Hiếu sau 2 năm. Lần đầu tiên thì đàn heo của Hiếu thì có khoảng tầm 20 con nái thôi, nhưng bây giờ thì nó đã lên tới 70 con nái. Đây. Đây là heo heo giống nha mọi người. Năm đầu tiên của Hiếu nuôi thì nó chỉ có 20 con nái thôi. Và tổng cộng cả đàn thì khi đó cả con cả mẹ thì gần 100 con. Và sau 2 năm thì đàn của Hiếu đã lên tới là hiện tại tới bây giờ là có 400 con. Và từ giờ tới Tết thì còn 2 tháng nữa thì nó sẽ sinh lên cho Hiếu khoảng tầm 100 con nữa. Và đàn của Hiếu từ giờ tới cuối năm sẽ là 500 con. 2 năm đầu tiên thì mình ít nái thì cho nên là số lượng heo của mình sinh sản thì nó hơi chậm một xíu. Nhưng bây giờ thì Hiếu đã có 70 con heo giống rồi thì Hiếu sẽ nhân lên cho đủ tầm 100 con. Thì 100 con thì 1 năm thì nó sẽ sinh sản cho mình là khoảng tầm 1.000 con nha mọi người. Con heo này thì nó sinh 1 năm là 2 lứa. Một lứa thì mình tính trung bình 5 con thôi, không cần tính nhiều. Thì 1 năm 2 lứa là 10 con. Một con sinh 10 con 1 năm thì 100 con là có 1.000 con nha mọi người. Đấy. Còn mọi người nuôi đạt hay không nó là tùy vào kỹ thuật của mọi người. Đấy, như em 1.000 con thì em nuôi khoảng tầm được 850 đến 900 con. Nói chung là khoảng tầm 85% đến 90%. Chăn nuôi thì không có ai nuôi được 100% đâu nha cả nhà. Đấy. Mình có kỹ thuật tốt thì mình sẽ nuôi phát triển được nhiều hơn. Đấy, chuồng của Hiếu rất là sạch luôn nha. Đây, đây là heo thịt đây mọi người này. Hiếu đã nuôi được 1 năm rồi đây. Mà con như thế này thì khoảng tầm 25 kg, 25 đến 27 kg thôi nha mọi người. Heo rất là đẹp, rất là sạch. Mọi người nuôi heo rừng thì cứ yên tâm mà nuôi nhá. Về vấn đề môi trường thì nó rất là sạch, nó đi vệ sinh rất là ít. Nó không phải như heo trắng đâu. Còn tầm 400 con này của Hiếu thì nó đi vệ sinh một ngày nha, 24 tiếng thì nó chỉ có khoảng tầm một xe rùa ấy phân thôi. Cầm quay cho nên là mọi người cũng thông cảm nha, không có chuyện gì đâu, cầm cái máy quay cho mọi người xem vậy thôi. Hết chuồng đẻ rồi, bây giờ cho phải cho ở chung luôn đấy. Mai mốt thì bây giờ đang có bầu thì Hiếu cho gom được, mai mốt thì đó là Hiếu gom lại một chuồng thật lớn để mình chuẩn bị tách heo con. Bây giờ heo con nhiều lắm. Vừa tách xong, vừa tách mẹ ra đi sinh xong. Con này heo con rất là nhiều luôn. Chuồng nào cũng vậy. Chuồng này thì nó ở sau hết rồi. Chuồng này thì có 3 con sắp đẻ luôn, sắp sinh luôn. Đấy. Mọi người thấy chưa?
đẹp không? Nhân viên đang tiêm thuốc cho heo này. Đấy, heo bị tiêu chảy phân trắng nha mọi người. Đấy. Vừa tiêm thuốc vừa cho uống thuốc. Thuốc uống đó là thuốc mình tự làm ấy, mình hái nhiều cái loại lá cây về mình xay nhỏ ra mình cho uống đấy mọi người. Cái đó gọi là như kiểu thuốc gia truyền đấy. Đấy, mọi người thấy heo có hiểu không, dễ thương không? Vừa cho heo ăn rau cỏ cho nên là chuồng đang còn bẩn. Nó ăn vậy thôi chứ chùa là nó nhai hết mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Cứ hai ba con mẹ đẻ. Ủa con này sinh rồi nè. Con này sinh được hai con rồi nè. Nó rất là hung dữ nhau rồi. Con này mới đẻ đây, giờ bắt đầu đẻ đây. Con cứ kể vậy đi nha mọi người. Cứ kể vậy đi, lát nữa sẽ xong xong. Để ăn mẹ nó xem. Để đi quay cho mọi người xem vòng cái này. Bên này thì Hiếu bây giờ đang khử trùng cái chuồng này bằng vôi đây. Phun thuốc cho độc khử trùng rồi mình rải vôi như này là để cho nó khử khuẩn đi. Không con heo con sau rồi nó dễ bị nhiễm bệnh lắm. Đây con này nữa cũng sắp sinh này. Chuồng của Hiếu thì bây giờ tới Tết thì nhiều con sinh lắm. Rất nhiều luôn. Đấy, heo con này. Hai ba mẹ một chuồng nha mọi người, chứ không phải là một mẹ đâu. Đấy. Chuồng này cũng vừa tách xong cho nên phải khử trùng này. Đấy. Thì video hôm nay thì Hiếu quay sơ qua cho mọi người xem số lượng heo của chuồng Hiếu như thế nào rồi. Sau 2 năm hoạt động. Năm đầu tiên thì 20 con giống, 20 con heo nái đấy. Thì nó sinh sau 2 năm là bây giờ Hiếu nhân lên được 70 con. Thì sau 2 năm thì tổng đàn của Hiếu là lên được thêm năm đầu tiên thì 20 con nái và còn lại là số heo heo con và heo thịt thì khoảng tầm 80 con nữa là 100 con. Đấy. Sau 2 năm thì nó lên được 400 con. Chưa vừa hơn 2 năm nha mọi người. 400 con mà từ giờ tới Tết thì nó sinh khoảng tầm 100 con nữa là thành 500. Đấy, bây giờ đang có con đang sinh đấy mọi người. Đấy, thì mọi người xem video của Hiếu thấy hay thì hãy dành cho Hiếu một like, một chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về heo rừng nha mọi người. Và những người nào có những ý kiến nào muốn tham khảo về heo rừng hoặc là cách chữa trị bệnh gì đó của heo rừng ấy, mọi người cần hỏi thì mọi người có thể comment ở phần phía dưới, Hiếu có thể đọc và trả lời cho tất cả mọi người nha. Cái gì Hiếu biết Hiếu sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người cùng tham khảo. Mà mọi người nào có ý kiến hay thì cũng có thể chia sẻ cho Hiếu để Hiếu có thể học hỏi hơn, học hỏi được nhiều hơn những cái kinh nghiệm để mình có thể nuôi heo tốt hơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.